Mua pin dự phòng an toàn nhất thế giới, bảo hành cháy nổ, đến chơihay.vn. Mua tai nghe Xiaomi chỉ hơn 129.000, vô địch tầm giá, đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Việt và đây là kênh YouTube của Cậu Review. Trong video này mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn một trong những sản phẩm nó đang có mức giá cũng gọi là tương đối tốt ở thời điểm hiện tại. Đó là trường hợp của chiếc iPhone 8 Plus. Nếu như là trước đây, khi mà iPhone cũ luôn là một cái sự lựa chọn ưu tiên dành cho những bạn nào mà muốn chiến game ở trên những chiếc smartphone, bởi vì hệ điều hành iOS thì thường được tối ưu rất tốt cho cái khoản gaming, cũng như là về mọi thứ thì nó đều hoạt động một cách rất là mượt mà. Nhưng tuy vậy, trong 2 năm trở lại đây thì câu chuyện này đã tương đối là thay đổi, khi mà những chiếc iPhone cũ ấy, thì mức giá của nó sẽ là tương đối cao, mà ở thế giới Android thì bây giờ chúng ta đã có rất là nhiều những cái sản phẩm với mức giá nó rất là rẻ, chỉ rơi vào khoảng tầm 5, 6 hay là 7 triệu thôi thì đã có thể sở hữu được cấu hình mạnh nhất của Android bây giờ rồi. Và dần dần từ đó thì khiến cho những chiếc iPhone cũ nó đã không còn được coi trọng như trước nữa. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng những chiếc iPhone cũ luôn luôn có được những cái giá trị riêng biệt của nó. Đặc biệt, nó sẽ đến từ cái nền tảng chính gốc, đó là iOS. Nó đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm hết sức là mượt mà. Và một khi các bạn đã sử dụng rồi thì chắc chắn là sẽ không muốn sử dụng đi đâu cả, bởi vì iOS nó được tối ưu rất tốt và phục vụ cho nhu cầu công việc lẫn giải trí đều rất là ok. Trên tay mình hiện tại đang là chiếc iPhone 8 Plus, có thể coi là một chiếc iPhone bị lãng quên của người dùng. Lý do đơn giản thôi, iPhone 8 Plus là chiếc iPhone dòng Plus cuối cùng đến thời điểm hiện tại và nó được ra mắt cùng với cả chiếc iPhone 10, một trong chiếc iPhone gọi là đột phá của những chiếc iPhone. Vậy nên người ta vẫn dành sự chú ý cũng như là spotlight nhiều nhất dành cho chiếc iPhone 10 đó. Thậm chí ở thời điểm hiện tại, iPhone 10 hàng quốc tế thì nó vẫn còn có mức giá tương đối là cao so với cả giá trị sử dụng thực của nó. Còn với iPhone 8 Plus thì bây giờ mình cảm thấy là cái mức giá của nó chúng ta đã có thể tiếp cận dễ dàng hơn. Với hàng lốc nó chỉ rơi vào khoảng tầm 7 triệu rưỡi và với hàng quốc tế thì nó là gần 10 triệu. Bản thân mình cảm thấy là với phiên bản hàng quốc tế thì nó là tương đối là cao. Tuy vậy thì với phiên bản hàng lốc thì chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu được một chiếc máy như là iPhone 8 Plus với tầm giá đó thì mình nghĩ là rất là ok luôn các bạn ạ. Lý do bởi vì sao? Đơn giản thôi, iPhone 8 Plus bây giờ vẫn đáp ứng cho chúng ta rất tốt những cái nhu cầu sử dụng thông thường, hay kể cả là chơi game thì mình cũng cảm thấy là máy rất là ngon. Về thời gian sử dụng pin nữa, máy vẫn rất là trâu, giữ đúng theo truyền thống của dòng iPhone Plus, đem lại cho chúng ta một thời gian sử dụng phải lên đến tầm từ 1 cho đến là 2 ngày. Nhưng mà nếu như các bạn mua hàng cũ đã qua sử dụng ấy thì có thể là cái thời gian đó nó sẽ không còn được duy trì đến 1-2 ngày mà nó sẽ chỉ rơi khoảng tầm 1 ngày thôi, vì là sẽ có sự hao hụt về phần cứng mà, kiểu như là chai pin chẳng hạn ấy. Về camera thì giá trị đem lại từ những bức ảnh chụp từ cụm camera phone của chiếc iPhone 8 Plus này mình đánh giá vẫn rất là cao. Kể cả là về khả năng quay video thì chiếc máy này cũng thể hiện rất là tốt. Nó có cụm camera phone ngang ngửa với cả chiếc iPhone 10 cơ mà. Cùng với đó thì chất lượng ghi âm ở trên những chiếc iPhone đã được khẳng định từ trước cho đến nay rồi. Nên là về cái vấn đề quay phim, hay đặc biệt với những bạn nào mà muốn mua một chiếc điện thoại để quay vlog cơ bản thôi ấy, thì iPhone 8 Plus vẫn là một cái sự lựa chọn mà mình cảm thấy là ok. Vậy thì cái chiếc điện thoại này nó sẽ có những cái nhược điểm gì khi mà chúng ta sử dụng ở thời điểm hiện tại? Điểm đầu tiên, thiết kế của chiếc điện thoại này nó đã không còn hợp với cả xu thế hiện nay nữa. Chúng ta sẽ có một bản lưng kính với cả khung kim loại, nghe qua thì có vẻ rất là sang trọng nhưng mà cái form này thì nó đã lỗi thời tương đối là lâu rồi. Cái kiểu thiết kế này thì Apple bây giờ cũng không còn duy trì nữa, mà thay vào đó cụm camera sẽ được xoay dọc xuống, và những chiếc điện thoại như kiểu là iPhone 11 Pro hay là 11 Pro Max mới ấy, thì nó sẽ có một cái khung vuông và nó sẽ trở thành cái xu thế ở trong thời điểm năm sau. Nên là việc sử dụng iPhone 8 Plus ở thời điểm hiện tại, nếu như các bạn coi trọng thiết kế, nó sẽ là không được ưng mắt cho lắm. Tiếp theo đó, ở phía mặt trước các bạn có thể thấy luôn, đó là trên dưới hai bên cạnh nó đều rất là dày, không hề hợp với cả xu thế hiện nay một chút nào cả. Thậm chí là cái phần dày này này nó còn có nguyên cả một cái nút home tròn ở đây nữa cơ. Đây là kiểu thiết kế từ cách đây cũng tương đối là lâu rồi và sử dụng ở thời hiện tại thì có thể coi là lỗi thời. Tuy vậy, nó sẽ là một cái yếu tố mang tính chất hoài cổ. Ví dụ như những bạn nào đang sử dụng iPhone 6 Plus chẳng hạn thì nâng cấp lên iPhone 8 Plus để vẫn có thể sử dụng được cái nút home này, nó cũng là một cái gì đó khá là hay, bởi vì cái nút home này ấy, thì mình cảm thấy là sử dụng nó cũng rất là thích. Và hơi đáng tiếc một chút khi mà Apple đã không cho cái nút home cảm ứng lực này lên trên những thế iPhone mới nhất của mình. Tiếp theo đó thì chúng ta có Touch ID được đặt ở ngay cái nút home cảm ứng lực này. Từ khi mà iPhone 10 ra mắt hay về sau là XS hay là iPhone 11 thì chúng ta đã không còn cái Touch ID này rồi. Nhưng mà nếu như sử dụng iPhone 8 Plus thì chúng ta vẫn có, và đó là một trong cái tính năng bảo mật mình đánh giá tương đối là cao và nó cũng rất là tiện nữa. Nhìn chung thì với tầm giá của iPhone 8 Plus Lock ở thời điểm hiện tại nó rơi vào tầm 7 triệu rưỡi thì mình đánh giá đây vẫn còn là một con máy có thể mua được. Tuy vậy thì nó sẽ phải cạnh tranh với những sản phẩm đến từ thế giới Android nó tương đối là mạnh, như là trường hợp của chiếc Redmi K20 Pro này, một cái tên không thể nào mà bỏ qua được. Hay là còn một cái tên nữa cũng cực kỳ mạnh, đó là Realme X2 Pro, hay là một số những sản phẩm đến từ OnePlus. Tuy vậy thì cái chiếc iPhone 8 Plus này nó vẫn có điểm mạnh nhất của nó, đó là hệ điều hành iOS.
Nó có một hệ sinh thái hỗ trợ rất tốt, và nếu như các bạn dùng những thứ như kiểu là AirPods này, MacBook này hay là Apple Watch chẳng hạn, thì nó sẽ có cái sự tương thích đó là tốt hơn. Cùng với đó thì hệ điều hành iOS thì nó có tính đồng bộ cao hơn ấy. Nên là nếu như các bạn đã sử dụng những thiết bị của Apple từ trước cho đến nay hay kể cả là trong tương lai ấy, thì việc sử dụng đến một chiếc iPhone như thế này thì nó sẽ là sự hợp lý hơn. Mở Android thì chúng ta sẽ có nhiều sản phẩm để lựa chọn, chứ còn với iOS thì chúng ta chỉ có duy nhất cái dòng iPhone này thôi. Nên là nếu như các bạn mà có một số tiền rơi khoảng là 7 triệu rưỡi thì việc lựa chọn đến cái chiếc iPhone 8 Plus này hàng lock ấy, nó sẽ là điều hợp lý rồi đúng không nào. Chứ còn nếu như mà hàng quốc tế ấy, thì mình khuyên các bạn là nên lựa chọn đến iPhone 10R lock còn hơn, bởi vì là cái giá trị sử dụng của chiếc iPhone 10R lock thì thực sự nó rất là cao và nó cực kỳ là xứng đáng so với từng đồng tiền mà các bạn bỏ ra. Thì ok, đó là một video chia sẻ nhanh về chiếc iPhone 8 Plus ở thời điểm hiện tại của mình. Mức giá của nó mình cảm thấy là tương đối dễ chịu, hàng lock thôi các bạn nhé. Thì không biết là với những bạn nào mà đang sử dụng iPhone 8 Plus này thì các bạn cảm thấy sao về nó? Nó có còn đáp ứng tốt cho nhu cầu sử dụng hiện tại của chúng ta hay không? Xin mời hãy để lại ý kiến ở phía dưới phần comment video, chúng ta sẽ cùng bàn luận thêm nhé. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.